Trần Gia Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn là nội tình của trung quốc có thể dẫn tới một cái cuộc gọi là xâm lăng đài loan nếu như nội tình càng lúc càng rối rắm hơn quý vị trong bản tin ngày hôm nay tôi có ít nhất là ba bản tin cho thấy cái tình hình rối rắm tại trung quốc và kể cả cơn khủng hoảng về những nhà tư tưởng của trung quốc luôn ok quý vị bản tin đầu tiên là chỉ trong vòng hai tuần lễ sáu giáo sư tại trường đại học nhân dân của Trung Quốc, nơi được xem là đào tạo cái nguồn tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản Marx và Mao Trạch Đông, đã qua đời. OK, quý vị, sáu giáo sư uh, của trường đại học hàng đầu của Trung Quốc đã uh, qua đời trong vòng hai tuần lễ. Trường đại học Renmin uh, tạm dịch là University of China, tức là trường đại học nhân dân của Trung Quốc đã công bố một cái uh, À, số liệu cho thấy là một số chuyên gia trí thức của trường này đã qua đời vào à, trong tháng 12 vừa qua và trong đó một trong những cái được xem là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc à, đại học nhân dân này được biết là nơi đã được xem là đào tạo các cái khoa học chính trị à, quan hệ quốc tế luật và vấn đề kinh tế và từ ngày 16 cho tới ngày 28 tây sáu giáo sư đã về hưu của trường này đã qua đời À, được xem là trong đó bao gồm luôn cả hai nhà gọi là nghiên cứu về tư tưởng của mastic à, hai giáo sư về đại học luật và hai giáo sư đặc trách về à, một giáo sư đặc trách về vấn đề à, ký giả truyền thông báo chí và một người đặc trách về vấn đề quản lý về thông tin đã qua đời quý vị đây là cái tin thứ nhất mà chúng ta thấy được và cái tin thứ hai rất quan trọng là hàng loạt các cuộc biểu tình tại một trong những thành phố phát triển khá mạnh tại trung quốc ở trung quốc thì có một số những thành phố được phát triển ngoại trừ cái nơi được xem là đầu tàu kinh tế là thẩm quyến ra thì một số nơi khác được xem là phát triển khá mạnh thành phố thượng hải đứng hàng thứ hai thành phố uh, thiên tân đứng hàng thứ ba thành phố trùng khánh đứng hàng thứ tư thành phố nam kinh đứng hàng thứ năm và bắc kinh thì đứng hàng thứ sáu lần quý vị à, trong đó thì quý vị ở trong đây thì chúng ta thấy rõ là có hàng loạt các cuộc biểu tình ở tại thành phố Chongqing tức là trùng khánh à, trong việc mà sa thải nhân viên hàng loạt các công nhân đã bắt đầu cuộc biểu tình từ ngày 7 tây ở trong cái công xưởng sản xuất dược phẩm ở tại à, thành phố trung Khánh của Trung Quốc được xem là một thành phố à, à, gọi là phồn thịnh nhất của Trung Quốc ở khu vực phía Tây Nam và cuộc biểu tình này à, sau khi hàng ngàn công nhân đã bị sa à, thải bởi GPO à, in tức là một công ty sản xuất về cái thách kích của 19 và đoạn video cho thấy trên online là các công nhân đã biểu tình với những cái thùng đựng những cái kit tax của Covid-19, họ phá hủy một số những cái văn phòng của ta của cái công ty này, họ đụng độ với cảnh sát chống bạo động và đồng thời các người biểu tình đã quăng những cái thùng nhựa, những cái chai nước và kể cả một số những cái vật dụng để vào cảnh sát những người mà gọi là đang tìm cách đưa theo những người biểu tình. quý vị, cuộc biểu tình này đã bắt đầu với việc mà họ sa thải lên 8.000 nhân viên. Đã được xem là uh, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại tờ Apple Time anh ngữ thì các nhân viên cho biết họ có thể rời khỏi trong cái uh, trưa, cái ngày Tết và hai tuần lễ trước đó và họ gần như là không có tiền và việc sa thải này cho thấy rằng là tình trạng ở Trung Quốc quý vị người dân Trung Quốc không kém gì dân Việt Nam không có tiền ăn Tết và một cái bản tin thứ ba trên tờ South China Morning Post tờ báo được xem là à, một cái công cụ tuyên truyền của nhà nước cộng sản Trung Quốc cho thấy là mức mà gọi là bán cái à, semiconductor chất bán dẫn của Trung Quốc đã rớt 21% trong tháng 11, giữa lúc mà cái thị trường họ cho rằng là đang tiếp tục có giảm đi à, liên tục tháng thứ ba, thị trường cần thiết về các cái chất địa à, chip điện tử và semiconductor. Trong đó là mức bán của Trung Quốc về các cái chip điện tử các cái chất bán dẫn giảm 21% riêng trong tháng 11. Thì quý vị, ba cái tin tức này cho thấy nội tình Trung Quốc đã bắt đầu tới cái, cái cái cơn khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu cái tác hại của nó và cơn khủng hoảng đã bắt đầu dịch xảy ra trên gồm ba lĩnh vực. Thứ nhất là hàng ngũ được xem là tư tưởng của Đảng. Thứ hai là người dân bình thường và thứ ba là công các công ty của Trung Quốc đã bắt đầu đối diện với hậu quả của sự tách rời kinh tế của Hoa Kỳ. Quý vị, những chuyện này có thể tác động tới cái quyết định của Tập Cận Bình là có mở một cuộc chiến ở bên ngoài nước Trung Quốc hay không. Trong đó thì nhiều người nhận định Đài Loan sẽ là cái điểm nóng nhất. Thì đây là sẽ là bài phân tích của Phong. Và trước khi đi vào cái cái phân tích này và Phong vẫn đưa ra cái dự đoán chủ quan của mình 2023-2024 là cái thời điểm mà có thể Bắc Kinh sẽ tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Mặc dù CSIS thì đưa ra cái dự báo là ngày năm 2026, nhưng mà với tình hình nội tình của Trung Quốc hiện nay, tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình sẽ đi sớm hơn. Lý do quý vị, giống như tôi đã từng nói với quý vị là nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa của khủng hoảng. Và sáng ngày hôm nay trong cái bản báo cáo của World Bank, Họ nhận định là nền kinh tế tăng trưởng của toàn cầu là 1.7% trong 6 tháng đầu năm. Và mức tăng trưởng của kinh tế của Trung Quốc được xem là khá khả quan, 4.2% so với Trung Quốc quyết định là sẽ thúc đẩy nó lên 6%. Quý vị, nó đã giảm gần 2% rồi. Nhưng mà đây thì chỉ là cái sự phỏng đoán của World Bank thôi, dựa trên các con số do Trung Quốc báo cáo, dựa trên một số những cái thực tế ở tại Trung Quốc, họ đưa ra một cái nhận định tương đối thôi, có thể con số này dưới 4%. Và trước đó thì quý vị còn nhớ IMF đã đưa ra nhận định là nền kinh tế Trung Quốc mức tăng trưởng tối đa là 3.5% trong trọn năm 2023. Điều này cho thấy là nền kinh tế Trung Quốc đã rớt vào cơn khủng hoảng. Và tôi nhắc lại một chuyên gia của Trung Quốc trên tờ Diploma cách đây khoảng 8 năm, 2014. Thì nhà gọi là chuyên gia về Trung Quốc này có tên là David Wong. Và David Wong là một giáo sư của trường đại học Miss ở tại Massachusetts. Và ông là một chuyên gia nghiên cứu về nền kinh tế của Trung Quốc. Ông đã từng nói rằng nền kinh tế của Trung Quốc nó giống như cuốn phim Speed của Hoa Kỳ. Quý vị nhớ là lúc đó ông có mô tả một cách tương tự là Trung Quốc phải giữ cái mức gọi là tăng trưởng trên 6%. Nếu như không thì toàn bộ xã hội Trung Quốc sẽ giống như là ông vỡ tổ. Thì quý vị, ông nói rằng là bởi vì cái nền kinh tế của Trung Quốc được xem là phải phát triển ở mức này. Bởi vì dân số Trung Quốc quá đông. Thời điểm đó thì Trung Quốc chưa đạt đến 1.4 tỷ dân. Nhưng cũng sắp xỉ 1.3 rồi quý vị 8 năm trước Và ông nói rằng nó giống như cuốn phim Speed Tức là nền kinh tế của Trung Quốc Phải tiếp tục duy trì trên 6% Nó giống như cuốn phim Speed Bởi vì cuốn Speed là quý vị nhớ Cái, cái hệ thống bom mà nó đặt trên chiếc xe bớt không Tức là chạy phải trên 55 dặm Dưới 55 dặm là sẽ à, Bom sẽ nổ Thì cái nền kinh tế của Trung Quốc cũng vậy Dưới 6% Thì toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc Có thể sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm thì quý vị, trong bản báo cáo của World Bank, 4.2%. Và trong các bản tin mà tôi đưa cho quý vị thấy, thứ nhất là tình trạng sa thải hàng loạt tại Trung Quốc đang diễn ra. Đây là công ty dược, nơi mà Trung Quốc rất cần việc làm. Đây là cái nơi đang sản xuất các cái kit test về COVID. Giữa lúc mà Trung Quốc đang bùng nổ đại dịch, thì công ty này bất ngờ sa thải 8.000 nhân viên ở ngay tại thành phố Trung Khánh. Và quý vị, các công ty kỹ thuật của Trung Quốc liên tục sa thải phải nói là liên tục sa thải và quý vị thấy giữa lúc mà tập cận bình đang siết chặt cái quyền lực của các công ty được xem là nắm quyền lực về tài chánh nhiều nhất ở trung quốc trong đó có alibaba jd.com hay là tencent đều bị tập cận bình bắt đầu dí tới và quý vị còn nhớ cách đây vài ngày tập cận bình cảnh cáo các viên chức cao cấp trong nhà nước cộng sản trung quốc là không nên có sự cấu kết với các đại công ty thì quý vị thấy rõ ràng với cái chính sách cứng rắn này Tập Cận Bình đang muốn thu tóm quyền lực. Bên cạnh đó là một cái dấu hiệu kinh tế gọi là tàn mạc của Trung Quốc đã xuất hiện. Tôi gọi là tàn mạc là bởi vì tình trạng thất nghiệp tại Trung Quốc hiện nay là ở mức trên 200 triệu người bị thất nghiệp. Trong tổng số dân là 1.4 tỷ dân. Và con số này có thể lên cao hơn quý vị trong cái năm 2023 và 2024. Có thể nó lên tới nửa tỷ dân bị thất nghiệp. Và những người thất nghiệp này lại là giới trẻ của Trung Quốc khá nhiều. Quý vị, hiện nay thì một số công ty đã bắt đầu tìm cách chọn lọc ở Trung Quốc, tức là phải dưới 35 tuổi thì họ mới mướn. Trên 35 tuổi được xem là già rồi. Thì quý vị, đây là một trong những chính sách của một số công ty tại Trung Quốc. Thì điều này cho thấy rằng là nền kinh tế của Trung Quốc đang đối diện với tình trạng thất nghiệp tăng cao. Và tình trạng thất nghiệp này có thể sẽ dẫn tới bất ổn xã hội. Bởi vì trong thời gian gần 30 năm qua, Bắc Kinh phát triển kinh tế thì quý vị, nhiều việc làm lắm và giới trẻ Trung Quốc tự tin vào cái khả năng của họ. Cho nên quý vị, họ mua sắm và họ xài tiền theo cái khả năng của họ kiếm được tiền rất là nhiều. Nhưng bây giờ đối diện với tình trạng mất việc làm, đối diện với một tương lai bù mịt, các công ty dần dần rời khỏi Trung Quốc. Quý vị thấy là Dell Computer đã mở ở tại Indonesia, Malaysia, rồi Apple. Trễ lắm là cuối năm, hai, đến năm 2024, họ phải dời bỏ toàn bộ công xưởng sản xuất iPhone của họ ra khỏi Trung Quốc tới Ấn Độ. Thì quý vị, đây là những cái viễn ảnh cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu cái bước chân đầu tiên trong cơn khủng hoảng. Và dần dần nó sẽ tới một cái cuộc đại khủng hoảng. Và nếu lượng thất nghiệp càng lúc càng đông, thì xã hội Trung Quốc sẽ càng lúc càng bất ổn hơn. Bất ổn từ địa phương, bất ổn từ những khu vực được xem là một thời là đầu tàu kinh tế, đặc biệt là thẩm quyến. Thẩm quyến được xem là đầu tàu kinh tế của Trung Quốc, nhưng đồng thời thẩm quyến cũng là nơi mà cái giới trẻ Trung Quốc tập trung ở đây nhiều nhất. Những ai có công ăn việc làm tốt ở thẩm quyến được xem là hàng ngũ trung lưu tức là có à, có mức thăng tiến khá mạnh và được xem là mặt mũi của họ thì quý vị thẩm quyến có thể sẽ nơi, trở thành một cái bãi tan hoang khi mà các công ty kỹ thuật dần dần rời khỏi đây và tập cận bình đã bắt đầu siết chặt tất cả những công ty về kỹ thuật bên cạnh đó lượng thất nghiệp này nó sẽ rải ra nhiều và khi mà những công nhớ, những nhân viên chuyên gia mà làm việc ở các thành phố lớn thẩm quyến trùng khánh thượng hải thiên tân và ở nam kinh mà nếu như cái lượng thất nghiệp ở đây đông quý vị họ sẽ tràn về quê tức là những cái vùng xa xôi hẻo lánh quê hương của họ họ đã bỏ quê hương của họ lên những cái tỉnh thành để mà làm việc và có công an việc làm giờ đây có thể mất trắng bởi vì khi mà kiếm được tiền ở cách đây vài năm họ tự tin với lại cái tiền lương và cái lợi tức của họ họ sẵn sàng mua những chiếc xe mua những đồ hiệu ở những cái chung cư sang trọng và trả góp hàng tháng. Bây giờ không có khả năng trả thì có nghĩa là họ sẽ bị kéo nhà, kéo xe. Và quý vị, điều quan trọng nhất là cái này nó sẽ trở thành nợ xấu của quốc gia. Và cùng một lượt thì thị trường địa ốc của Trung Quốc cũng đã bị khựng lại. Thị trường xây dựng, coi như là những cái dự án bổ hoàng càng lúc càng nhiều. Bởi vì thứ nhất là không có người mua. Thứ hai là các ngân hàng bây giờ sợ nợ xấu, họ siết chặt các cái món cho vay, họ không dám giải ngân những cái món vay đã được chấp thuận. Do đó quý vị, nhiều tình trạng ở các cái khu vực xây dựng bị bỏ hoang. Rồi cộng thêm nạn thất nghiệp xảy ra, khi mà họ những người trẻ này về tới cái quê hương của họ là những cái vùng đồng quê đó quý vị, thì bây giờ nó đã bị mất đi cái đất dành cho nông nghiệp rồi. Nó được phát triển thành khu thương mại khu kỹ nghệ hay là khu resort tức là khu du lịch thì cái vị đất nông nghiệp bị bóp lại họ không còn cái khả năng để mà sản xuất về về quê để mà tìm kiếm công việc nữa thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều những địa phương đặc biệt thứ nhất là khu vực vân nam vân nam là nơi mà gần ở biên giới của lào của miến điện và của việt nam đó quý vị đây là khu vực của cộng đồng thiểu số nhiều thứ hai là tân cương Tân Cương được xem là một trong những cái khu vực tiềm năng bởi vì Tân Cương có một cái chính sách giảm thuế 10 năm cho công ty nào mà đặt uh, trụ sở của họ tại Tân Cương. Thì quý vị bây giờ tất cả những mặt hàng của Tân Cương đều bị cấm cửa ở Âu Châu, bị cấm cửa ở Hoa Kỳ, cho nên Tân Cương sẽ trở trở lại nguyên dạng. Rồi quý vị chưa kể khu vực Nội Mông. Trước đây những người mà sống ở Nội Mông họ kiếm được rất nhiều tiền nhờ những cái uh, À, gọi là coin mining tức là họ đặt những cái dàn uh, uh, những cái warehouse khổng lồ để mà đào tiền điện tử thì Trung Quốc khi mà siết chặt tiền điện tử cách đây 2 năm thì tất cả những cái warehouse mà đào tiền điện tử này phải dời qua Kazakhstan hoặc là chạy về Mỹ khu vực ở Hắc Long Giang tức là cái khu vực mà giáp biên giới với lại Bắc Hàn đó quý vị xưa nay là họ nhờ vào cái chuyện gọi là kinh doanh buôn bán với lại Nga và Bắc Hàn thì quý vị, bây giờ cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã khiến cho chính quyền trung ương của Trung Quốc giới hạn khá nhiều trong cái vấn đề mà giao dịch với phía Nga chỉ được phải trực tiếp với chính quyền trung ương, không còn tự mình thao túng được nữa. Thì quý vị, chỉ còn lại những khu vực được xem là giáp ranh mặt biển của Trung Quốc là có thể gọi như là gượng còn sống được, ví dụ như Thượng Hải, ví dụ như Triết Giang, ví dụ như Phúc Kiến hay là ở quảng châu tức là gần thẩm quyến đó thì tương đối còn đỏ một chút xíu còn những cái nơi được gọi là tiềm năng bây giờ đó quý vị dần dần chết thiên tân là cái nơi khai thác rất nhiều về năng lượng và kim loại ở thiên tân có tới cả chục cái nhà máy về kim loại và khai thác về cái lượng than đá cũng như là cái lượng nhiệt điện thì quý vị bây giờ bị kẹt là kim loại thì không xuất cản được nhiều bởi vì cái thuế đánh của âu châu và thuế đánh của hoa kỳ rất cao Cộng thêm cái vấn đề cái chính sách môi trường mà Tập Cận Bình đã cam kết là phải đạt ở mức zero carbon từ đây cho tới năm 2060. Thì Thiên Tân đã phải siết chặt lại tất cả những cái hoạt động về kỹ nghệ than đá, khai thác về năng lượng. Quý vị, nhìn trên trọn bản đồ của Trung Quốc, chúng ta thấy được một cái cơn đại khủng hoảng sắp sửa xảy ra. Mà khi đại khủng hoảng xảy ra, thì với tình hình của Trung Quốc, sự bất ổn sẽ xảy ra luôn. Tức là lúc đó các chính quyền địa phương họ sẽ bất chấp lệnh của Trung ương. Tôi lấy ví dụ ở Thác Long Giang là cái nơi mà nằm ở gần ở Bắc Hàn và và của Nga đó, họ sẽ bất chấp cái lệnh siết chặt của Trung ương, họ tăng cường giao dịch với Nga và với Bắc Hàn. Và điều này có thể dẫn tới hậu quả Trung Quốc bị trừng phạt kinh tế bởi bởi Hoa Kỳ và các đồng minh. Do đó họ sẽ bất chấp cái lệnh của Trung ương của Tập Cận Bình. Rồi quý vị, khu vực Tân Cương bây giờ bị cấm cửa bởi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu. Thì bây giờ mặt hàng của họ sẽ phải xuất cản qua khu vực của Trung Á, Nam Á và Đông Nam Á. Mà Đông Nam Á thì bây giờ các công ty của Đông Nam Á, tức là ở khu vực ở Việt Nam, Lào, Campuchia, rồi Indonesia, Malaysia, quý vị, họ bị ký hợp đồng với những công ty của Hoa Kỳ và của Âu Châu họ không thể dùng mặt hàng của Tân Cương được hay là nguyên liệu của Tân Cương được thì Tân Cương chỉ còn giới hạn lại ở khu vực Trung Á và Nam Á thôi. Tức là Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan vân vân. Thì quý vị coi như là Tân Cương sẽ trở thành một cái bãi nhà hoang rồi quý vị. Thành một cái bãi nhà hoang rồi và Tân Cương thì lại là có một cái nét văn hóa hoàn toàn khác biệt với người Hán nữa. Ở đó là người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo, người Thất, người Kazakh sinh sống tại đây. Không phải là người Trung Hoa. Thì quý vị, sự xung đột này có thể sẽ dẫn tới sự bùng phát lớn. Và ngay tại Vân Nam, Vân Nam được xem là cái nơi mà có cái đường biên giới với Việt Nam, Lào và Miến Điện. Thì quý vị, khu vực này tập trung rất nhiều những cộng đồng thiểu số. Người mèo, người nùng hay là người thượng đại khái như vậy thì khu vực này họ lại có một cái văn hóa không giống như là cái văn hóa của người Hán luôn. Tại vì đa số dân tộc thiểu số ở đây họ sống nhờ vào cái kỹ nghệ săn bắn trên rừng, trồng nương làm rẫy, chủ yếu là ngành nông nghiệp. thì cái vị, khu vực này có thể sẽ bất chấp cái lệnh của Trung ương, họ sẽ tăng cường cái 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 cái, cái thương mại của họ với những quốc gia có dọc theo biên giới với họ mà bất chấp lệnh của Trung ương. Rồi quý vị, chưa kể khu vực nội Mông là nơi mà giáp tiếp với Mông Cổ. Nơi đây xưa nay đó quý vị, họ bị hạn hán nhiều. Nội Mông là nơi bị hạn hán nhiều nhất. Trong khi ở dọc dòng, dòng sông Dương Tử thì lục lội nhiều. Ở phía Nam, ở phía dưới đây thì ở trên đó là bị hạn hán nhiều. Và khu vực trên đó là khu vực xưa nay sống nhờ bằng hai kỹ nghệ. Thứ nhất là khai thác năng lượng, nhiệt điện thứ hai là trên đó là cái nơi mà khai thác về tiền điện tử thì bây giờ tiền điện tử đã bị đánh chết rồi còn bây giờ nhiệt điện là nơi đó được xem là có cái nguồn cung cấp từ phía của nga thông qua mông cổ thì còn được một phần nào nhưng đời sống trên khu vực nội mông rất khắc nghiệt thì quý vị cái tình hình nội địa này nó sẽ dẫn tới một cái cơn đại khủng hoảng và bất ổn xã hội trên toàn lãnh thổ trung quốc và bất ổn xã hội này sẽ thúc đẩy cho tập cận bình có thể sẽ đi một cái bước rất liều lĩnh ông ta vì nhu cầu chấn chỉnh cái lòng tin của dân chúng ông ta vì muốn thu tóm quyền lực trong nội bộ đảng không để cho cái phe đối lập có cơ hội lật ông ta thì quý vị tập cận bình chỉ còn một phương pháp duy nhất là phải khởi động một cuộc chiến tranh ở bên ngoài nước trung quốc một lần thứ nhất là để củng cố quyền lực của ông ta trong vai trò là tổng tư lệnh quân đội thứ hai là để củng cố lòng dân bằng cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi mà ông ta khởi động cuộc chiến bên ngoài thì quý vị cuộc chiến này nó được chấm ở nhiều điểm thứ nhất là eo biển đài loan thứ hai là cuộc tranh chấp với nhật bản trên cái đảo sekaku mà trung quốc gọi là đảo điếu ngư thứ ba là tình hình trên biển đông đặc biệt là khu vực quần đảo trường sa và thứ tư là biên giới với ấn độ thì biên giới với ấn độ nó vẫn kèm hãm tức là nó không có bùng phát một cuộc chiến nhưng mà trên biển đông hiện nay thì philippines đã dần dần ngã về phía hoa kỳ thì đây là một cái lực cản rất lớn rồi nhật bắt đầu xuất hiện trên biển đông nó có cái khả năng kèm chế rất cao thì quý vị cuối cùng cái mà tập cho mình dòm ngó tới là Đài Loan. Đài Loan sẽ là một cái giải pháp duy nhất mà Tập Cận Bình có thể chọn để tấn công. Nếu như ông ta phải khởi động một cuộc chiến quân sự ở bên ngoài Trung Quốc. Lý do thứ nhất là lời cam kết của ông ta với phe diều hâu bảo thủ trong đảng. Để nhận được cái nhiệm kỳ thứ ba là thống nhất Đài Loan bằng vũ lực hay ôn hòa. Đây là cái lời cam kết của ông ta. Thứ hai, Đài Loan là cái trục ở giữa trong cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đánh đài loan là đánh vào giữa sông đánh vào giữa xương sống của cái trục này thứ ba đài loan lại có cái vị trí chặn đường trung quốc ra, ra thái bình dương chiếm được đài loan thì trung quốc khai thông được con đường ra thái bình dương và cuối cùng là nền kỹ thuật của đài loan đài loan không những nắm về kỹ thuật semiconductor hay chip điện tử mà họ còn nắm về cái kỹ thuật của memory của video call một số những kỹ thuật khác do Đài Loan làm chủ do đó tấn công đảo quốc Đài Loan có nhiều lý do vì vậy mà tại sao mà tôi dự đoán là nếu như mà xảy ra một cuộc xung đột ở Á Châu Đài Loan sẽ là tâm điểm và nó sẽ xảy ra sớm hơn so với lại tổ chức CSIS đưa ra là 2026 bởi vì cái tình hình nội tình của Trung Quốc nó càng rối rắm nó càng bị lúng túng thì nó càng sẽ đi tới một cái giai đoạn mà Tập Cận Bình phải quyết định. Quý vị, bây giờ về mặt tư duy, sáu giáo sư của các trường đại học danh tiếng của Trung Quốc là cái trường Đại học Nhân dân. Thì quý vị trong đó hai nhân vật của cái cái gọi là giảng dạy về tư tưởng Marxist đã qua đời. Tức là Trung Quốc đang có một cái cơn khủng hoảng về ý thức hệ. Tức là họ thấy được cái bế tắc của chế độ độc tài toàn trị chế độ độc tài toàn trị đã rơi vào bế tắc. Bây giờ thế giới đang chuộng một cái xã hội được điều hành theo cái nguồn máy dân chủ. Do đó, nếu mà tiếp tục đi trên cái gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì không thuyết phục được dân chúng Trung Quốc. Bởi vì thực tế, họ đã bị đánh trở về nguyên dạng. Thất nghiệp cao, việc làm không có, rồi cộng thêm tình trạng mà khó khăn trong cuộc sống, vật giá tăng nữa. Thì quý vị, không thể nào tiến lên sau chủ nghĩa bằng cái hình thức này. Do đó, những kẻ được xem là nắm về ý thức hệ của Trung Quốc đang rơi vào một cơn khủng hoảng rất lớn. Đám trẻ của Trung Quốc thì nó không mấy tin tưởng vào cái ý thức hệ sau chủ nghĩa. Nhưng nó lại không dám mạnh dạn bước qua cái ý thức hệ của sau từ bản. Đây là cái sự hoang mang của giới trẻ Trung Quốc và giới trí thức trẻ của Trung Quốc. Trong khi giới trí thức già nua và đi theo cái khuynh hướng của cộng sản đó thì vẫn giáo điều do đó đây là một cái cơn khủng hoảng về ý thức hệ xảy ra tại trung quốc thứ hai là các công ty ngoại quốc xưa nay họ đầu tư vào trung quốc họ kiếm rất nhiều tiền nhưng bây giờ với tình hình đối đầu giữa hoa kỳ và trung quốc cộng thêm 30 năm khai thác thị trường trung quốc đã quá đủ bây giờ họ rụt rịch chuyển qua những quốc gia khác điều này sẽ khiến cho nhiều công ty của trung quốc rơi vào một cái khoảng không xưa nay họ dựa vào công ty nước ngoài vừa để xuất cảng vừa để học hỏi thêm kỹ thuật và cái uh, tính chất chuyên môn bây giờ bất ngờ các công ty này phải tháo chạy khỏi thị trường trung quốc thì các công ty của trung quốc lại bị rơi vào tình trạng hoang mang một cộng thêm cái chính sách cứng rắn của tập cận bình khiến cho họ bây giờ bị lỡ cỡ tức là họ không biết là bây giờ sẽ đi theo hướng nào tiếp tục chạy theo các công ty ở ngoài quốc phải dọn ra khỏi trung quốc hay là ở lại để chịu cái sự gọi là kèm kẹp của Tập Cận Bình. Các công ty này, quý vị, họ đang ở ngã ba đường. Rồi cuối cùng, dân Trung Quốc. Dân Trung Quốc, quý vị, sau 30 năm, kể từ khi mà Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa, họ phát triển kinh tế rất là tốt. Thì họ nghĩ rằng đảng Cộng sản đủ bản lãnh để lãnh đạo cả quốc gia và đưa đất nước đi tốt hơn. Nhưng họ không biết được cái nguồn gốc là do cái chính sách toàn cầu hóa của Bill Clinton. Bây giờ Hoa Kỳ thay đổi quan điểm. Toàn cầu hóa không mang lợi ích lại cho các quốc gia dân chủ. Ngược lại đem lại cái sự đe dọa nguy hiểm nhiều hơn. Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển bước và không muốn đi cái lối toàn cầu hóa nữa. Cộng thêm sau 30 năm phát triển kinh tế, đảng Cộng sản đã sử dụng tất cả những cái thủ thuật để mà che lấp đối với người dân. Từ những cái gian manh trong vấn đề WTO, cho như tới những cái gọi là OEF ở bên ngoài. Bây giờ tất cả sự thật đã phơi bày ra. Có nghĩa là dân Trung Quốc mất niềm tin vào cái đảng cai trị. Họ thấy rõ cái đảng cai trị thật sự không có bản lãnh gì. Chỉ dựa vào cái chính sách của Hoa Kỳ. Tiếp cận với Hoa Kỳ để duy trì cái quyền lực cai trị. Nhưng họ đem đó làm cái credit nhờ có họ. Dân Trung Quốc bây giờ mới giàu có. Một số dân Trung Quốc thì đúng hơn. Chính vì vậy bây giờ cái cái bình phong này và cái mặt nạ này nó bị rơi xuống. Lòi ra là quan chức Cộng sản Trung Quốc chưa chắc có đủ khả năng. Chính vì vậy cái niềm tin trong công chúng ở Trung Quốc nó đổ vỡ luôn. Quý vị, ba yếu tố này nó làm cho một nước Trung Quốc sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Trong giai đoạn từ đây cho tới một thập niên tới. Và có thể kéo dài vài thập niên cho tới cả trăm năm. Và quý vị, do đó tập cận bình ở cái thế ông ta phải tìm mọi cách duy trì sự thống trị của cộng sản và buộc người dân phải đi theo đúng cái hướng của ông ta muốn do đó để có thể lấy lại được cái này chỉ còn một con đường duy nhất là khơi mào một cuộc chiến quân sự ở bên ngoài mà chúng ta thấy rõ tiềm năng là đài loan đài loan đã trở thành cái mục tiêu của tập cận bình đó là lý do tại sao mà quý vị thấy liên tục các chuyên gia trên thế giới đều nhận định và trước đó tuần trước chính Jess Sullivan tức là cố vấn của hội đồng an ninh quốc gia tòa bạch ốc cũng đã lên tiếng khẳng định cuộc chiến giữa trung quốc và đài loan là không thể tránh khỏi quý vị cuối cùng thì cục diện á châu sẽ phải thay đổi thay đổi là do nội tình của trung quốc và do cái cái, cái tham vọng của tập cận bình duy trì sự thống trị lâu dài của Cộng sản và cá nhân ông ta. Và chính cái cục diện này đã khiến cho có thể cái số mạng của đảng Cộng sản nói chung và quyền lực của Tập Cận Bình nói riêng, nó sẽ rút ngắn hơn nếu như Tập Cận Bình tấn công đảo quốc Đài Loan. Bởi vì lúc tấn công đảo quốc Đài Loan, nó sẽ là một cái phong hiểm rất lớn cho quyền lực của Cộng sản. Và nhanh hơn, thay vì như tình trạng bây giờ, nó có thể sụp đổ trong vòng một tập niên, hai tập niên. Còn nếu như thúc đẩy cuộc chiến ở tại đảo quốc Đài Loan, thì quý vị có thể cái số mạng của Đảng Cộng sản chỉ độ còn được vài năm. Tức là nếu họ tấn công Đài Loan, thì coi như là cái chế độ họ sẽ kết thúc sớm hơn. Và đó có thể là cái định mệnh của dân chúng Trung Quốc, hay tôi gọi là người Hoa. Dân tộc Trung Hoa có thể sẽ có một cái định mệnh khác, sẽ rơi vào một cuộc nội chiến, sẽ rơi vào một cuộc hỗn loạn kéo dài vài thập niên cho tới cả trăm năm. Hoặc là họ sẽ có một cái hướng đi khác nhưng không phải là cộng sản. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong về nội tình của Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc chiến ở tại đảo quốc Đài Loan càng bất ổn, Bắc Kinh càng muốn tấn công Đài Loan. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.